Cùng ăn hả? Ok. Bà chấm 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 là bà gì trời? Bà chấm chấm là bà gì? Cùng ăn đi. Chào chú tre. Cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắt như giấc mơ ta, và đời vẫn thế vẫn mãi trôi. Tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng dành người, vẫn mong cùng người cùng bước qua. Nắm tay em chân anh đi để chẳng làm mất nhau, sợ mai về đâu. Đẹp sau lưng anh mà bọn mê mà lo lắng nhẹ như bay bay. Sẽ mỗi em chân hận đi để nhìn giữa yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em vì khi em vừa kia bán hoa dịu dàng và ấm mát. Ý chê tôi già chứ gì? Thở nó mà chững chạc chi? Để sao lại chê tôi? Cảm ơn 123 nha. Cùng anh băng qua môi trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời, ấm ấm những giấc mơ dài, đi tới khắp trốn xa xôi, và đời vẫn thế vẫn mãi trôi. Tháng năm dài mình có đôi, dù là ngày mưa hay nắng dành người, vẫn mong cùng người cùng bước qua. Nắm tay em chân anh đi là mất nhau, sợ mai về đâu. Đẹp sau lưng anh mà bộn bề mà lo lắng nhẹ như bay bay. Sẽ ngồi em chân hận đi để nhìn giữa yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão hoa dịu dàng và ấm áp. Nghĩ sao chê người ta vậy trời? Có già đâu, tôi bình thường mà. Ok, đợi xíu nha. Nắm tay em chân hạt đi để chẳng làm mất nhau, sợ mai về đâu. Đẹp sau lưng anh mà bận bề mà lo lắng nhẹ như bay bay. Riêng ngoài em chân hạt đi để nhìn giữa yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hát dịu dàng và ấm áp. Không kết bạn được Facebook hả? Chắc là full này đó rồi. Ú đâu, em có ú đâu, em bình thường mà. Gì trời, khoan đợi xíu nha. Em ở Seoul mới về. Sao idol lấy chồng chưa hả? Chưa chồng đâu mà lấy trời. Ok, sống sang chẳng dễ dàng nha. 123 muốn nghe bài gì không nè? Chẳng dễ sao. Đó. Này tặng quà hả? Thì em hỏi là muốn nghe bài gì không ấy. Nhìn vào hư không, ngất vô định vào xa xăm, thở dài tiếng biết bao ân hận với một người, nạnh lòng nỗi đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi, nhận ra phải sống ra anh chẳng dễ dàng.
chẳng dễ dàng. Ông đã biết cần hoa lấy mình, miền đời nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em sẽ không sẽ còn như trước, sẽ không để lạc nhau dù muốn bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với em sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu anh em đẹp vững chãi. Giờ thôi cơn sóng trở lại mặt hồ yên tàng. Có những nỗi nhớ lần nào chẳng biết vui bao giờ đến nơi nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác, có cả thế giới nhưng trong lòng lại trái vơi, vì anh chính là cơn cuộc đời. Chào ca ca nha. Thái giám hả? Chào Ri, Ri đâu? Hello Ri nha. Không lột bài một phút rồi. Sao anh Thiên em nghe nè anh Thiên ơi. Anh Thiên kêu em gì? Ông đã biết cần hoa lấy mình, biết đời nắng suy ấm mỗi ngày. Vì sẽ không sẽ còn như trước, sẽ không để lạc nhau dù muốn bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với em sẽ chẳng còn sự khờ dại và sẽ yêu anh em đẹp vững chãi. Giờ thôi cơn sóng trở lại mặt hồ yên. Có những nỗi nhớ lần nào chẳng biết vui bao giờ đến nơi nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng khác, có cả thế giới nhưng trong lòng lại trôi vơi, vì anh chính là cả cuộc đời. Anh chiếm hết cả cuộc đời. Nghe em đi hát hồi ngủ hả? Vượt đầm nồi lúc đó môi anh thì thầm gọi nhẹ, tháng tiết thoát từ sau. Có những cảm giác ấm anh chẳng thể phai màu. Nhưng không ta đã kể thúc, chẳng thể nói ra lời thật lòng muốn mà nên nói câu em xin lỗi. Buồn dù có khi chấp nhận vui bao nhiêu. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tốt thương đi luôn rồi. Gì vậy? Trời ơi, kem quá trời kem rồi. Ca ca rủ đua kem mà sao ca ca không đua nhờ? Xích chia. Nói kem mà lên kẹo. Sai. Một A gì hả? Em không biết. Em tưởng là tại anh đổi tên kìa. Nãy anh để 1, 2, 3 em tưởng không? Sorry. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn Hoàng 1, 2, 3 nha. Không thuộc bài người phản bội ơi. Người lạ ơi thì thuộc nha. Hoàng vẫn ít hơn tôi. Mười mấy cái ý. Sẽ đếm hay vậy? Sao má lòng nói gì trơn vậy? À, người lạ ơi đúng không? Ok. Má lo game rồi vậy? Cái cam bên này tới thui trời. Mắng túi vậy dữ gì trời. Không hiểu luôn à. Sẽ đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển động. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy vi vào lòng.
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng, cô đơn một lần rồi khỏi nhục hẹn trong. Mà niềm tin thuộc nắng nơi ưu ức để trời cảm xúc tìm về với mỏng sông. Để nó buồn thâu bám với mảnh đêm sương trên khoe mi, ngày mai tôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yếu đuối hôm nay thôi đã mong. Người lạ ơi, người đến ủi an tâm hồn đời được không? Người lạ ơi, xin hãy cho mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin giúp tôi mượn nụ hoa, mượn rồi tôi trả đường vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy nghe một giùm tôi, một liệu quên lãng để tôi thay khác. Người lạ ơi, xin giúp tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. 56 cái gì? Hoàng 300, ố 3.351 cây à. Chơi vơi mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh. Không cần người phải có sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng. Chân thành đừng giấu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông. Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cởi lòng hoang sơ hôm nay giờ chỉ sống. Tôi vì là đủ, những thứ còn lại thì chẳng có quan trọng. Một người không bao giờ nhắc về khác. Thôi. Cái gì vậy? Buồn của anh hả? Đó nè nè, một người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. Xin giúp tôi mượn bờ vai, tựa đầu cùng ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai? Xin giúp tôi mượn niềm vui, để lời nói ra đừng vội vàng quá. Người là ai? Xin giúp tôi mượn niềm vui, để lần yêu đuối này là lần cuối. Chào AD nha. Bộ của anh ạ. Ok. Bình tĩnh nào. Hoàng có một cây. Cái gì? Tôi những 10 cây à. Ta chơi hiệu ứng chứ không chơi lẻ. Lẻ coi như một cái. Thính gì trên tóc ông? Ê, tông này tông nam rồi. Đợi xíu bấm lại tông nữa. Xíu nha. So hay. Hoàng thích lẻ thôi à. Tóc hôm nay sao thế à? Sao anh, đâu bị gì đâu, bình thường mà. Bình thường mà, đâu có bị gì đâu. Chơi lẻ chắc lấy vợ lẻ hả? Như lừa chải tóc thì phải hả? Có đâu, bình thường mà. Thấy gì chứ mượt lắm nha. Sơ đâu mà sơ. Đây nè, tóc người ta thẳng như thế mà bảo sơ, chả hiểu sao luôn. Tại nó dài quá như thế. Thiệt không tin, gờ thử thôi. Gờ thử đi rồi biết. Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sao bao lâu quên tối nay mình vì lê bước em ước gì. Cánh tay mình đừng buông ra, chạy theo anh ở phương trời xa. Lắm anh ơi, người ơi, tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui chân nói buồn. Hạ sân thu còn chưa kia bay, lòng anh vội thay. Bye bye anh nha. Bye bye.
hôm sau vào chơi với em nha ca ca. Sẽ vẫn theo chiều tận màu mưa, một lần sẽ vòng tay của anh là bao cao lòng. Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khóe mi em lệ tua thật cay. Em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Thịt heo đi anh, đừng ăn thịt chó, thịt người cũng ăn luôn hả? Sao mà buổi trưa mà nhậu vậy trời? Buổi trưa mà nhậu được hay thiệt à? Em thiết nghĩ là anh khoan hả, đi nhậu ngồi đây xíu nữa đi, hả, đi nhậu rồi. Tây Bắc chúng anh khỏe lắm hả? Xíu nữa hả nhậu, xạo xạo. Vừa khi cô đơn xiết em từng cơn, anh hỡi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sao bao lâu quên tối nay mình em lê bước em ước gì cánh tay mình đừng buông. Em cũng không biết nhậu nè, em là dũng sĩ diện mồi nha. Lắm anh ơi, người ơi, tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui xuân nói mùa. Hạ gian thu còn chưa kịp thấy, lá kia sao lòng anh vội thay. Em bước lại để ôm một mình nhớ thương. Tận màu mưa, một lần sẽ vòng tay của anh là bao bao lòng. Đâu có sao đâu, bình thường mà. Mi em lệ tua thật cay, em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Em rất buồn nhưng em cũng chẳng còn anh. Nghe nói là sao thanh niên phong chỉ là không muốn nhậu à? Ừ, nhậu làm gì, chạy đâu đây? Tao ai đây? Thế mày ok, bye bye anh nha. Bye bye. Bye bye ca. Vì gái bỏ bạn. Chào cô Phong. Giọng miền Tây nghe hay hay. Hát bài gì nữa nè, mọi người nghe bài gì nữa đây. Để Vi kiếm bài gì hát nha. Này đi, đi rồi mới thương nha. Ủa sao bị gọi hồn rồi. Hôm nào làm trận nhậu đi ca ca. Chào Doraemon nha. Người thương của nhau nhưng không đâm sâu, không ân cần như chưa. Bước chân đi rồi mà lòng em vẫn thương. Bao lâu rồi anh đã không ở bên em. Em muốn nhìn thấy anh yêu cho dù đã rất say. Em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sau ấy. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu. Nhưng khi mà đâu em tin rằng em sẽ quên. Chỉ cần anh muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại. Vậy mà em cứ nghĩ thơ khi muốn ở bên anh hoài không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau.
Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật lòng. Chưa, để lát em hát nha. Thâu kim mày nghe mát. Ra đổi avatar như mát cho đẹp ghế. Sao vậy? Vụ gì? Vụ gì ấy? Anh Hoàng nghe mày gì không? Đang giật say. Em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sao anh. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu. Nhưng xa rời nhau mấy ai không đau lòng. Chỉ cần anh muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại. Vậy mà em cứ cho thế khi muốn ở bên anh hỏi không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Nếu như yêu thương đã không thật lòng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, hay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật lòng. Chào chị Nhi nha. Má vậy là không được rồi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Nếu như yêu thương chưa hết hy vọng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi. Thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật lòng. Anh Hoàng đâu rồi? Sao không nói gì cho nhở? Thấy chưa? Xem show em. Giờ này chơi gì? Xíu nữa là chơi. Má viết lượm thính à. Nguyên team chơi luôn hả? Chào Reboot Má hả? Chơi gì vui á? Sao em chơi cái em đó không được nhờ? Em vô em thấy nó tùm lum tà la hết trơn. Hồi cái em bị xoắn à. Đấy còn bị tố cáo nữa. Mà cứ mê thính. Chị Nhi không nhớ em hả? Em tỏ tình với chị Nhi xong mà chị Nhi không chấp nhận rồi chị Nhi không quan tâm em luôn. Đau lòng. Chơi hay đồ búp bê cho dễ nè. Không, em biết chơi Liên Quân nha. Em chơi được Liên Quân rồi. Chào chuột Niu nha. Mà mập này mỗi người mấy mày. Hả? Nói gì vậy trời? Vỡ đúng không? Vỡ nè. Ô biết kỳ ta. Tí chơi không mát kìa. Vi gánh tạ được không? Lát Liên Quân à? Ok. Cho em cái in game đi rồi lát em ép nha. Inbox Facebook cho em đi. Tình yêu giống như là kẹo cao su vậy đó. Nhạc rồi. Hoài nha. Chê hoài nha. Bút lên. Bụt tóc lên bây giờ. Bụt tóc lên nữa nha. Lựa chọn. Kết quả lần này. Khi anh lại chọn em rồi. Anh sẽ không chọn em.
Thanh Hoàng ru vậy, hôm nay không nói gì cho vậy, ai canh không thế? Chào trai nghèo, chào yêu hương Kim Ngân. Đôi khi em nghĩ tình yêu giống như là kẹo cao su vậy đó. Trình buộc tóc thách đấu hả, là sao? Anh đang ăn, ăn cơm hả? Nhưng không lựa chọn. Kết quả không là em. Khi anh lựa chọn em rồi. Chẳng còn vui trên môi khi em cười. Mưa vừa mà cho gió tan đi. Ngọt như lòng đã mà sợ. Vì em chỉ là tờ giấy. Xíp Hoàng anh ơi. Nắng ngàn lời tình đã không như mong đợi. Mưa vội mà nảy bóng anh vụt tận dòng đê đã làm nhau ướt mi, dội tranh lòng vẫn bước đi. Con tim anh đau nhau ơi, ngày vẫn thế trôi qua một mình lần lẽ cô đơn. Và trong tâm trí em mong rằng ai ngọt ngào, mùa vẫn cứ trôi đi không mang theo nỗi buồn. Dòng đê số bao nhiêu ngàn trái. Chụp hình giùm em nha, sói lát gửi em nha. Hết chưa? Nắng ngàn lời tình đã không như mong đợi. Mưa vội và để bóng anh mau vụt tận. Sông đời đã làm nhau ướt mi, dội
tranh lòng vẫn mất đi. Còn tim em đau nhói, ngày vẫn thế trôi qua, một mình lặng lẽ cô đơn. Và trong tâm trí em mong sát ai ngọt ngào. Mùa vẫn cứ trôi đi không mang theo nỗi buồn. Dòng đây số bao nhiêu ngang trái. Em muốn cùng anh đi đến nơi chân trời, nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời. Em quay lưng đi, hoàn toàn dần sẽ tâm hồn. Ngày vẫn thế trôi qua, một mình lặng lẽ trong tâm trí em mong sát ai ngọt ngào. Mùa vẫn cứ trôi đi không mang theo nỗi buồn. Dòng đời số bao nhiêu ngang trái. Em muốn cùng anh đi đến nơi chân trời, nhưng chỉ là mơ, một giấc mơ xa vời. Anh quay lưng đi, hoa tàn rời xa tâm hồn. Anh quay lưng đi, hoa tàn rằng sẽ nói bị cuồng à em. Chào sói còi nha. Tối em rảnh nè. À Vi ở Cần Thơ nha. Vi ở Cần Thơ ấy. Mát vừa vừa. Anh ở sao bị chửi à. Ờ chơi không chơi. Ai còn hoa miễn phí lên cho Vi nha. Ai chỉ nhắn theo dõi, nhắn theo dõi giùm Vi trên phía trên nha. Ai muốn ép thì cứ ép Facebook luôn nha. Đang trên xe à. Anh Hoàng có chơi Liên Quân không? Anh Hoàng mày đi Cần Giờ bắt cóc idol hả? Cần Thơ, Vi ở Cần Thơ ấy. Chơi hay không gánh em nè. Anh ở tốt lắm mà. Mà bỏ cho vô. Cũng như không. Trời ơi, tưởng đâu còn chơi tự nhiên cái bỏ lâu rồi. Như không. Hát bài gì nữa nè. Quay lưng đi, hoàn toàn là sẽ ấm. Một phút. Không, em không thuộc bài đó. Không biết bài đó luôn á, để mở cho nghe. Hôm nay ngày mấy rồi nhờ? Ba ngày nữa kết lương rồi. Nghe đi. Ngồi nói chuyện, vừa nghe vừa nói chuyện nha. Bài đó của ai nữa em không thuộc luôn á. Chào chào xúc vật gì nha. Tên đặt tên kỳ dạ. Kêu anh Tuấn vô lụm thính với mát. Nghe bài này đi, nghe bài này đi. Em cũng mang muốn nghe để thụ. Phải bài này không? Ai thất tình chị? Lần này đến ai thất tình thế? Phải bài này không? Phải bài này không anh Hoàng? Hay là bài Một Phút của Khởi My? Rồi cho em chẳng đây. Và rồi em hay đó đó họ nhộn và em. Họ nghe đi. Cười cho chẳng là do người đến yêu em hết. Anh Hoàng hả? Anh Hoàng thất tình hả? Em xúc chào xúc xinh nha. Hey.
Trời. Bài này hay nhờ. Hay đấy. Để em về em tập thử ơi. Nghe hay á. Nhưng mà tông nam không biết có tông nữ không ạ. Lầy, đúng lầy luôn á. Không thể tin được. Má cười gì, lo bắn đi để còn người ta vô nè. Người ta vô ý kiến nhanh nữa đó. Phải đợi nguyên team chết hết rồi mới chơi lại được không? Gì hả? Vi tập nửa ngày thôi, đúng rồi. Em tập nửa ngày thôi. Dễ mà. À, gì đó, bắn run gì đó. Em cũng không biết cái gì nữa. Chỉ biết chơi Liên Quân thôi. Anh mọi người chơi lại Liên Quân đi, lên cánh em. Không dám đâu nha, bây giờ em chơi hay rồi nha. Khi dễ hoài. AD là... Em chơi AD bây giờ là... Dữ lắm à. Có đâu để giờ Aura xem show này bắn nữa đâu à. Ad chùm phiếp. Chào tiểu màn thầu nha. Bài này dài dưới ta. Một phút là xa lời chưa nói. Một phút mạnh mẽ từ anh. Ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại. Nhát tải lại chơi à. Tải đi. Lên chơi với em với Dũng nè. Nào rảnh mới chơi nha. Mát gì, ý kiến gì, sao không tạo, sao không tải Liên Quân nhờ. Đâu có lắc lắm đâu. Bye bye, xuất sinh nha. Chào Nguyễn Thiên. Có thằng Dũng nữa chắc nó không cho chơi. Xin in game hả? Trời, cái tên của Vi nó khó lắm. Hồi bữa bạn Vi nó lấy rồi cái nó đổi tên cái gì á. Khó không? Không có đánh lên đây được. Cho nên là muốn hết thì inbox Facebook cho Vi đi. Liên Quân chơi không vui hả? Vui mà. Na 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 na. Vào làm tạ chung, ok, được đó anh. Vô làm tạ chung. Cái gì bị chửi, người ta chửi chung á. Đỡ hơn. Hết giờ chưa nhờ? Lâu đấy. Túy âm. Em có ngày xưa chết rồi. Lúc ấy còn nói. Hát bài, vài bài nữa là ớp show nha. Đừng tiếc. Hai bài.
Bài gì anh Hoàng? Bài gì với bài gì? Ok. Spot đi. Có tải rồi à? Liên minh vui vì có chửi nhau à? Ủa Liên Quân cũng có. À trong trí nhớ của anh à? Chưa, bài đó chưa có mở đây mở. Liên Quân cũng chửi mà, chửi ông sùm luôn á. Chỉ cần mà không để avatar là nó chửi banh sáng hết. Chưa, bài này chưa nghe nè anh. Bài này em có nghe rồi hay gì nè. Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em và những điều ngọt ngào lúc xưa. Xưa chỉ nhớ vẫn đây. Được đó má, tạ chung cho thằng Dũng nhanh. Trời ơi, Dũng nó cũng tạ nó là anh. Em với nó là chuyên gia bị người ta chửi luôn. Không hiểu sao luôn. Anh Hoàng tải đi, lên chơi cho vui nè, đủ 5 người mới được. Vậy team đánh chung ai gánh, có ai gánh đâu. Có trận thì hết xui thì mình thắng thôi, còn không thì thua, thua sắp mặt luôn á. Liên Quân anh mới Bạch Kim 2 hả? Trời ơi em vàng từ mùa này qua mùa kia không bao giờ lên nổi nè. Ok. Nào anh Hoàng tải xong nhắn em cái tên nha. Tim kia có đổi thay, sẽ có còn từng ngày ấm em, môi tình vẫn đắm say. Chỉ là những yêu thương đầu môi say nên bay nhẹ trôi. Và tình yêu ngày đó nát đều có trong giấc. Chỉ nhớ của anh. Bài này hay. Ờ đúng rồi, bài này hay nè. Để về tập hai bài. Bữa sau hát cho anh Hoàng nghe nha. Sau bước mùa đông, nằm lòng chợt như lạnh căm. Nơi anh em lúc có ấm hơn, nơi anh lúc đấy trong lòng em. Buồn ngủ quá trời, buồn ngủ rồi. Còn lại gì vương vấn thêm, hay đã quên từ lâu những yêu thương chợt phai mờ. Và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kêu có đổi thay, sẽ có còn từng ngày ấm em, môi tình vẫn đắm say. Chỉ là những yêu thương đầu môi, từng phút giây như mây nhẹ trôi. Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Trong trí nhớ của anh, làm sao cho những cơn mê còn chứ? Tại vì Tết Nguyên không có chụp á. Từng đêm cũng nỗi nhớ bài này là bài trong trí nhớ của anh nha, của Eric á. Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Trong trí nhớ của anh chỉ có trong nỗi nhớ. Chào người lạ nha. Chơi trước tiên phải mút. Ờ đúng rồi. Nhưng mà nó cũng nhắn tin nó chửi à. Ngày mai em show 13. À ngày mai mình ngày mai vi show 13 giờ room 65 nha. Mọi người có rảnh lên 65 ngày mai 13 giờ với Vi nha. Ai chưa nhấn follow, nhấn follow giùm Vi nha. Theo dõi phía trên đây nè. Khi nào Vi có show nó sẽ thông báo cho mọi người. Ok.
liệu trái tim khi có đổi thay sẽ có còn là nơi ấm em, môi tình vẫn đắm say. Chứ sao, show trễ rồi có anh ngủ mất tiêu rồi. Đâu có đỏ đâu, bình thường mà. Đó, có đỏ đâu. Sao môi đỏ vậy hả? Vội yêu người nhanh quá vì yêu cứ muốn yêu kia. À giờ này anh đang chơi game đúng không? Từng khoảnh khắc ngây em biết sẽ rất đớn đau và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Càng yêu quá nhiều càng thêm thấu hiểu tình đẹp khi mới yêu trở nên trao hy vọng quá nhiều. Liệu anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu? Niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Đừng tìm em nữa, em có ngày xưa trẻ rồi. Lúc ấy anh còn nói anh mệt rồi. Mình dừng lại thôi, để bây giờ anh sẽ có như là anh mơ. Em sẽ chẳng trở về nữa. Cảm ơn anh Hoàng nha. Tình yêu kia xem như mình sẽ chán phận. Đã vất vả nhiều lắm như nhận lại một vàn cãi đã. Cứ lên như thế này vừa được nhiều lại đỡ tốn à. Dễ sợ, sống xa tường. Vitamin V mà. Hoàng muội ớt gì kỳ vậy? Đâu anh Hoàng ớt rồi, anh Hoàng chỉ lên chơi thôi. Càng yêu quá nhiều càng thêm thấu. Không có ai vì anh có người quen mà quan trọng có sao đâu trong tình yêu. Niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Đừng tìm em nữa, em có ngày xưa chết. Hai bài này nữa là ốp nha. Hát xì. Từ lúc anh mới nói chậm vào trái tim tôi tới cho đi. Chàng hỡi chung hả? Chàng hỡi chung nha. Bên này anh Hoàng anh cuồng á. Tôi yêu anh và tôi chỉ biết yêu anh. Từ lúc anh mới nói chậm vào trái tim tôi. Một khi yêu anh tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình anh. Tôi xin anh và tôi khuyên anh hãy tin tôi. Vì tôi là nàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu anh như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Chẳng bao giờ nàng khờ này nói dối anh đâu. Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình. Chẳng bao giờ nàng khờ này thay đổi tình yêu đâu. Vì tôi là nàng khờ thấy chung. Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu anh, tôi sẽ về này xuân. Tôi thấy tôi hứa không muốn chẳng sao sẽ chứng minh cho tình tôi. Ờ, lo chơi nghe ổn chơi. Sẽ yêu anh tôi sẽ về này suốt đời. Thế tôi hứa có muốn chẳng sao sẽ chứng minh cho tình tôi.
ăn ở bị hôn rồi. Đêm xuân đời cái cam bữa nay nó tới vui rồi trời. Đúng rồi, miền Tây nha. Em ở miền Tây. Xí xì anh Hoàng. Sao anh ba lẻ quá vậy? Anh tặng mình cái gì vậy? Anh tặng mình điện thoại hả? Người ta có nghề. Ấn vào bấm enter. Tôi yêu anh và tôi chỉ biết yêu anh. Từ lúc anh mới đã chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu anh, tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình anh. Tôi xin anh và tôi khuyên anh hãy tin tôi. Vì tôi là nàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu anh như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối anh đâu. Vì yêu là tôi đã nói hết chuyện tình. Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu. Vì tôi là thằng khờ thấy chung. Cái điệp khúc cao à. Tôi sẽ về đây xuân. Và bây giờ tôi hứa có muốn trăng sao sẽ chứng minh cho tình tôi. Đáng thiệt. Đồ không phải đồ phay đâu nha, đáng thiệt ấy. Đấy. Tôi sẽ yêu anh, tôi sẽ về đây suốt đời. Tôi hứa trong muôn trăng sao sẽ chứng minh cho tình tôi. Răng mới mượn của bà ngoại hả? Bà ngoại làm gì còn răng mà mượn. Sao? Ngày quánh răng 4 lần hả? Có ha, có 3 lần à. Còn muốn cho nó chẳng sao sẽ chứng minh cho tình tôi. Nếu anh tin tôi một lần thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời. Ngày mai video 13 giờ đêm 65 nha. Mọi người rảnh qua 65 chơi với Vi nha. Ngày mai ấy. Ai chưa nhắn theo dõi giùm Vi nha. Ai còn hoa miễn phí lên cho Vi luôn. Đi đắp, đập mặt xây lại hả? Cái gì mà khổ. 13:65 ngày mai nha. Đập mặt hả? Đâu có đập răng đâu. Cho boss, má chết nữa rồi hả? Trời ơi. Mà họ lên bị kiện nữa bây giờ. Ơ, đúng rồi, tự nhiên mà. Mặt tớ đẹp sẵn rồi hả? Vậy luôn á. À, bye bye mọi người nha, hết show rồi. Mai 13 giờ em sẽ làm nha, bye bye.